che mưa mà chúng tôi dán phiên bản mới thì mặc dù rất là căng rồi nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi tình trạng bạn nước vì nó không có cái phần cái thanh ở giữa này. Chúng ta lại bỏ đi thôi, bỏ đi. Sau mỗi trận mưa chúng ta phải làm phương pháp thủ công đấy. Để cái thanh sắt nó bị gì? Đó, chúng ta lại phải làm phương pháp thủ công để chúng ta đổ đi. Tất nhiên chúng ta đổ đi thôi. Ok, chúng tôi sẽ nghiên cứu cái phiên bản nó khả năng chống đọng mưa. Đây, vị trí đây. Đây là cái phiên bản cũ ấy. Cũ của chúng tôi lẹp bằng cái lẹp nhôm, nó rất là đắt. Thêm chi phí lẹp nhôm nữa. Còn phiên bản mới đây, chúng ta nhìn thấy là không đọng nước. Nó cũng gần như không đọng. Chúng ta đổ cái đồ đi. Ok. Đây là một cái dàn rau mà chúng tôi chụp bằng cái chụp bảo vệ rau. Từ đây chúng tôi sẽ triển khai. Hiện nay thì rau phân trùng quế ở kho đã cạn cho nên là chúng tôi chuẩn bị khai thác đợt mới. Này vẫn chưa có phân. Nó ưu tiên là bán cho khách hàng.